chủ nhiệm đã sửa được cái này. Wow, đây là đường băng đẹp nhất của đất luôn đó. Ôi không, cảm coi xinh đẹp của tôi. Hai người có biết mất bao lâu để cắt nó ngay hàng tháng lối không? Cả tháng. Chúng tôi cũng có một khu vườn giống như vậy ở nhà. Giá mà chúng tôi có thể về nhà, bây giờ chúng tôi lại mắc kẹt ở trong rừng. Chúng ta có thể dọn đường bằng máy cắt chú ấy. Không, đâu có dễ ăn vậy. Lola đâu phải là cái máy cắt bình thường. Hẻm là hẻm tuyệt vời lắm mơ. Chắc là chúng ta bị kẹt ở đây rồi. Trên bãi cỏ xinh đẹp của chú. Là trừ khi cánh tay hai người phải đủ sức dẻo dai để điều khiển hẻm. Tôi sẽ cho một lô là nếu hai người trải năng và giữ hai tay ngang dai được trong vòng 2 phút. Được ạ. Rồi, trình diễn kiểu